Bà ngoại Hồng Loan nữ đại gia giàu nước tiếng miền Tây tặng cháu gái 2 tỷ tiêu vặt. Nhất Hồng Loan mới nhận lại bà ngoại đã được ngoại thương tặng ngay 2 tỷ đồng cho cháu gái mua sắm. Chị Ni, bạn thân Hồng Loan bất ngờ công bố thông tin khiến nhiều người bất ngờ, đó là nhà ngoại Hồng Loan thuộc một trong những gia đình giàu nhất Bến Tre. Được biết, ông ngoại của Hồng Loan lúc sinh thời làm địa chủ, sở hữu ruộng đất thuộc hàng có tiếng tăm ở miền Tây. Đất nhà ông còn bay thẳng cánh, lúc cao điểm có ngàn tá điền làm thuê cho nhà ông. Sau đó, khi giải phóng đất nước, ông đã hiến một phần cho chính quyền cách mạng để cùng đóng góp xây dựng đất nước. Hiện tại, nhà ngoại Hồng Loan không còn giàu như lúc đỉnh điểm thời ông ngoại còn sống, nhưng vẫn là một gia đình gia giáo, sống có đạo đức và giàu có bậc nhất ở Bến Tre. Gia tộc phía ngoại Hồng Loan từng được liệt vào một trong tứ đại gia tộc lừng danh ở miền Tây, sánh ngang với gia tộc của công tử Bạc Liêu. Bà ngoại Hồng Loan rất vui mừng lần đầu được gặp lại cháu gái, tay bắt mặt mừng vuốt ve, theo như lời kể chị ni bà ngoại nói hồng loan rất giống vũ linh từ hồi còn nhỏ và nó chính là con ruột vũ linh chứ ai đừng ai gán ghép nó là con nuôi mà tội chắc thằng vũ linh nó có khúc mắt gì đó nên mới nói vậy cho vui vì cũng là nghệ sĩ ngay cô sáu hồng nhung chú bảy tiểu linh là người hiểu rất rõ hồng loan là con nuôi nhưng đến khi vũ linh qua đời lại đổi trắng thay đen gán ghét con nuôi hồng cướp gia tài tôi rất buồn nên bây giờ phải đứng ra bảo vệ cháu gái của mình Cô gái này tên Võ Thị Hồng Loan, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên ba đã giấu tin tức để con gái có cuộc sống bình yên như bao người. Thông tin về mẹ ruột của Hồng Loan cũng được hé lộ. Loan từ khi lọt lòng đã mất mẹ, mẹ Loan và Vũ Linh không có mối quan hệ gì với nhau. Khi bà nội đưa Loan về nhà, Vũ Linh đã ẩm Loan đi làm giấy khai sinh, điền tên mình vào ô cha để trống ô mẹ. Vì vậy, Hồng Loan là con gái ruột của Vũ Linh. Hồng Loan hiện đang sống và làm việc tại quận 7. Cô đã lập gia đình và có một cậu con trai bụ bẩm khấu khỉnh trong quá khứ nghệ sĩ ưu tú vũ linh có tình trường với khá nhiều thăng trầm đến nay danh tính mẹ của con gái ông là một ẩn số theo pháp lý hồng loan là con ruột hợp pháp của ông dù đã được tiết lộ nhưng danh tính mẹ ruột của cô vẫn có nhiều đồng đoán và chưa có lời giải đáp nguyên vũ tiết lộ đã âm thầm đưa hồng loan đi xét nghiệm adn chứng minh quan hệ ruột thịt với nghệ sĩ vũ linh sau 49 ngày nghệ sĩ Tú Vũ Linh qua đời, nội bộ gia đình liên tiếp xảy ra nhiều mâu thuẫn, đặc biệt câu chuyện con nuôi con ruột liên quan đến Hồng Loan nhận được nhiều sự quan tâm. Nguồn cơn từ việc Hồng Loan con gái nghệ sĩ Vũ Linh lên tiếng cho biết, khi ba cô vừa nằm xuống thì những người cô từng cho là ruột thịt đã phủ nhận chuyện cô là con gái của cố nghệ sĩ. Đồng thời Hồng Loan tuyên bố sẵn sàng thử ADN với chú ruột để xác minh là con ruột hay con nuôi của nghệ sĩ Vũ Linh cô còn tố những người thân trong nhà là nghệ sĩ Hồng Phượng, nghệ sĩ Hồng Nhung, nghệ sĩ Tiểu Linh đã tự tiện kêu gọi quyên góp và có những hành động trục lợi sau khi ba cô mất. Bẵng đi thời gian, mặc nhiều lời nói không hay về mình, Hồng Loan chưa từng công bố kết quả ADN. Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Nguyên Vũ bất ngờ cho biết đã âm thầm cùng chị diệu ni người đại diện phát ngôn cho hồng loan thực hiện xét nghiệm adn chứng minh quan hệ cha con giữa nghệ sĩ vũ linh và hồng loan anh khẳng định kết quả xét nghiệm adn sẽ được công bố khi cần thiết qua lời chia sẻ của nguyên vũ khán giả tin rằng nguyên vũ đã ngầm xác nhận hồng loan là con ruột của nghệ sĩ vũ linh tuy nhiên sự thật rõ ràng phải chờ ngày kết quả được công bố Nguyên Vũ viết, việc xét nghiệm ADN đã được Vũ và Ni thực hiện trong âm thầm từ lâu khi có sự đồng ý của Võ Thị Hồng Loan. Kết quả cũng sẽ được tung ra trong phút cuối quyết định khi cần và được sự cho phép từ người lớn bên ngoại Hồng Loan. Việc này chỉ có riêng Vũ, Ni, Loan biết, ngay cả Bùm Bùm, Thành Mỹ hay Bình Tinh, Vũ Luân không một ai biết. Nhưng hôm nay, thấy có người lại thách đố nữa thì Vũ không thể không lên tiếng. Muốn thì xin mời nhé, đã đến lúc. Thời gian qua, ngoài ca sĩ Nguyên Vũ còn có chị Diệu Ni, Hoa hậu Phương Lê, nghệ sĩ Vũ Luân, Bình Tinh và nhiều nghệ sĩ lớn cũng lên tiếng ủng hộ bên vực Hồng Loan giữa cuộc chiến với những người ruột thịt trong gia đình. Không chỉ có vậy, Phương Lê còn sẵn sàng hỗ trợ con gái ông Hoàng Cái Lương Hồ Quảng có một cuộc sống đầy đủ, no ấm hơn. Thế nhưng Hồng Loan chỉ muốn nhận tấm lòng của mọi người và vẫn luôn muốn tự làm việc để kiếm tiền. Gần đây khi công việc buôn bán online thuận lợi, Hồng Loan sẵn sàng chi một khoản tiền em họ là bùm bùm mua một chiếc xe máy khiến ai nấy cũng hết lời khen ngợi. Cảnh náo loạn xung quanh nhà cố nghệ sĩ Tú Vũ Linh, người dân hô sao kê khi thấy Hồng Phượng, bạn thân Hồng Loan tiết lộ sốc. Sáng nay 26 tháng 10, em gái và cháu gái của Vũ Linh là Hồng Nhung và Hồng Phượng đã đến làm việc với cơ quan chức năng tại nhà Hồng Loan. Vụ việc tranh gia tài của cố nghệ sĩ Vũ Linh đã gây xôn xao dư luận một thời gian qua. Sáng nay, cơ quan chức năng đã mời cả Hồng Nhung và Hồng Phượng đến nhà của ông Hoàng Cả Lương để đối chất cùng Hồng Loan. Từ sớm, nhiều người dân từ xa xôi kéo đến vây kính nhà của Vũ Linh. Dù được bộ phận giữ an ninh trật tự phường ngăn cản nhưng họ vẫn luôn miệng hô, sao kê ngay khi thấy Hồng Phượng và Hồng Nhung. Một số khác khẳng định đến ủng hộ tinh thần cho Hồng Loan. Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Nguyên Vũ cũng chia sẻ hình ảnh có mặt tại nhà của Vũ Linh để chứng kiến quá trình điều tra. Anh cho biết, đang tiến hành thẩm định phản tố tại nhà Hồng Loan. Vũ và vài luật sư cũng cùng đến. Đại diện phát ngôn của Hồng Loan là Diệu Ni cho biết, hôm nay không có thắng thua gì hết, hôm nay chỉ là ngày thẩm định, nhưng ngày mai mọi người sẽ có nhiều thông tin ngóng bao ngày tháng bí mật sẽ được bật mí. Mọi người muốn biết rõ sự thật thì chờ ngày mai. Điều này khiến khán giả lẫn dư luận chờ đợi nhiều sự thật tiếp theo sẽ được phân phui. Hồng Loan, kiện tụng là giọt nước tràn ly giữa tôi với Hồng Phượng. Chiều 26 tháng 1, chị Hồng Loan gặp gỡ báo chí chia sẻ về vụ việc tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Buổi gặp mặt có hai luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Hồng Loan, nghệ sĩ Nguyễn Tuyết Ngọc và Nguyễn Trọng Ân. Sáng cùng ngày, tòa nhân dân quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đến xem xét thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu phản tố của Hồng Loan tại nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Sau quá trình làm việc kéo dài vài giờ, việc thẩm định hoàn thành, phía Hồng Nhung và Hồng Phượng mang một đồ đạc cá nhân ra khỏi nhà, phía bà Hồng Nhung và Hồng Phượng mang một đồ đạc cá nhân ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Với đồ đạc còn lại, tòa án đã kiểm tra niêm phong lập biên bản dưới sự chứng kiến của các bên. Hồng Loan nói suốt nhiều tháng qua chịu nhiều áp lực, các bài viết với nội dung Hồng Loan là con nuôi Vũ Linh, bất hiếu nói xấu cha, không chăm cha bệnh khiến chị bị nhiều người công kích. Trong buổi gặp gỡ, Hồng Loan khẳng định những thông tin này không đúng. Chị thông qua luật sư cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ danh dự bản Hồng Loan mong muốn được cung cấp thông tin chính thống, xác thực đến cơ quan truyền thông, tránh điều sai lệch. Bà Nguyễn Tuyết Ngọc, luật sư đại diện của Hồng Loan bày tỏ: Dư luận nên theo dõi diễn biến vụ việc, đừng làm quá vấn đề ảnh hưởng người trong cuộc. Tất cả thông tin diễn biến liên quan vụ án nếu cần thiết và trong phạm vi cho phép, chúng tôi sẽ chính thức thông báo đến khán giả. Chúng tôi mong mọi người theo dõi thông tin trên các báo cho tới khi vụ án được giải quyết xong. Bà Ngọc nói. Trước câu hỏi, sau những ổ nào mối quan hệ của chị và Hồng Phượng ra sao, Hồng Loan bày tỏ buồn vì cả hai từng xem nhau như ruột thịt, sống chung từ nhỏ. Thế nhưng mọi chuyện xảy ra trong vài tháng qua như giọt nước tràn ly, khiến mối quan hệ hai phía đổ vỡ. Trước khi đưa nhau ra tòa, tôi từng nghĩ hai chị em có thể ngồi nói chuyện với nhau về mặt tình cảm. Còn bây giờ kiện tụng đã nhiều pháp luật can thiệp thì như giọt nước đã tràn ly, tôi không còn gì để nói nữa, Hồng Loan nói. Giữa hồ nào Hồng Loan nhận được sự ủng hộ từ các nghệ sĩ, nghệ sĩ Tú Vũ Luân, Bình Tinh Nguyên Vũ, Hồng Loan cũng tập trung công việc bán hàng online tại nhà thời gian qua. Chị hiện cơ bản đã ổn định cuộc sống kinh tế để chăm sóc các con nhỏ và lo hương khói cho cha. Với thông tin đóng MV lấn sân sang nghệ thuật, Hồng Loan khẳng định không có ý định làm ca sĩ. Những lần cô tham gia đóng MV đều được các nghệ sĩ ngỏ lời mời và chỉ nhằm mục đích kỷ niệm. Hồng Loan hầu hết chỉ hát các ca khúc nổi tiếng của người cha quá cố. Tôi muốn mọi chuyện được êm ấm để cha an nghỉ, tôi buôn bán nhỏ tại nhà để lo cho gia đình, chị Loan nói. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời ngày 5 tháng 3 tại nhà riêng sau thời gian chống chọi bệnh ung thư thọ 66 tuổi. Ông mất không để lại di trúc dẫn đến tranh chấp liên quan về tài sản thừa kế của những người thân ca sĩ Nguyên Vũ, U50 vẫn độc thân, sở hữu gia tài khủng, miễn nhiễm với thị phi. Nguyên Vũ sinh năm 1975 được biết đến như một ca sĩ diễn viên qua nhiều bộ phim ăn khách như Đô La Trắng, Lấy Vợ Sài Gòn, vân vân. Nguyên Vũ tham gia nghệ thuật từ năm 90, lúc còn học trung học phổ thông. Anh đã tham dự liên hoan ca nhạc và từng đoạt giải A. Đến năm 1995, Nguyên Vũ trở thành ca sĩ độc quyền cho trung tâm băng đĩa nhạc Vafaco và từng là phó giám đốc công ty nhạc xanh. Một thời gian sau, anh tách ra trở thành ca sĩ tự do, chính thức bước vào con đường âm nhạc. Mỹ Tâm và Nguyên Vũ là hai cái tên rất nổi tiếng thời điểm đó, với rất nhiều bài hit, có mặt hầu hết trên thị trường băng đĩa nhạc. Dù đã nhiều tuổi và qua thời Hoàng Kim nhưng show diễn của Nguyên Vũ vẫn dày đặc. Vài năm trở lại đây, ngoài vai trò ca sĩ, diễn viên, MC, anh còn đắt show làm giám khảo một số chương trình truyền hình, game show. Nguyên Vũ từng tâm sự, các xe của anh có thể dao động từ vài chục triệu đến trăm triệu, thậm chí anh từng nhận thù lao 500 triệu khi làm đại sứ quảng bá cho một trường Anh ngữ quốc tế. Tôi đi hát nhiều, được khán giả bắt tay gieo hò. Điều này khiến tôi thấy vô cùng hạnh phúc. Rõ ràng là tên tuổi của tôi vẫn có vị trí nhất định trong lòng khán giả. Tôi thấy mình chưa hết thời. Nguyên Vũ từng nói trong chương trình Người kể chuyện tình. Không chỉ đắt show, Nguyên Vũ còn được nhận xét là sao nam không tuổi trong v -beat khi sở hữu ngoại hình trẻ trung năng động khiến nhiều người bất ngờ khi biết tuổi thật. Có được điều đó là nhờ chế độ tập thể dục và ăn uống khoa học, đồng thời giữ tinh thần luôn thoải mái, hạnh phúc của nam ca sĩ. Dù chưa từng nhận mình là đại gia, nhưng khối tài sản của Nguyên Vũ thật sự khiến người khác ngưỡng mộ. Anh sở hữu căn penthouse 600m2 với 8 phòng ngủ, 10 toilet, 3 phòng khách và 3 khu vực bếp. Biệt thự rộng hơn 1.000m2 tại Đà Lạt, nằm ngay tại vị trí đắc địa, gần Hồ Xuân Hương và công viên Jack Sanh, với 12 phòng ngủ được xây dựng vào năm 2019 và hoàn thành vào năm 2020. Nam ca sĩ còn đặc biệt sắm riêng một căn hộ sang trọng để báo hiếu mẹ. Vì mẹ của Nguyên Vũ tuổi ngọ nên nội thất phía trong sử dụng rất nhiều hình con ngựa để trang trí. Ngoài khối tài sản nhà và đất hoành tráng đang sở hữu, Nguyên Vũ từng công khai đầu tư 25 tỷ đồng vào dự án xây trường mầm non quốc tế ở thành phố Buôn Mê Thuột. Anh cũng nổi tiếng trong nghề là người chịu chơi khi sẵn sàng đầu tư để làm sản phẩm, bất chấp có lấy lại vốn hay không. Dù giàu có là vậy nhưng khi được gọi là đại gia ngầm Vebit, Nguyên Vũ lại khiêm tốn nhận mình chỉ là đủ ăn đủ sống đủ mặc. Thay vì vung tiền mua sắm, tôi dành tiền để đầu tư. Tôi không phải suy nghĩ gì nhiều về cơ áo gạo tiền chứ không phải đại gia. Tôi làm cũng nhiều nghề, như là kinh doanh thêm nhưng thích nhất vẫn là nghệ thuật. Hiện tôi đi hát chỉ là thú vui, không bon chen cạnh tranh. Bầu sâu biết thù lao của tôi, chỗ nào khó khăn thì tôi vẫn giảm xuống chút. Nguyên Vũ tâm sự, Nguyên Vũ cũng thẳng thắn cho biết ở tuổi này anh đã miễn nhiễm với thị phi, tôi từng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, sự nghiệp, vấp ngã và vinh quang trong showbiz, vì thế nên hiện tại tôi cảm thấy miễn nhiễm với thị phi, khi ai đó nói điều gì nặng lời với tôi, tôi cũng không buồn, không phiền trách gì cả, tôi quên và tha thứ hết, tôi chỉ tập trung vào công việc và cuộc sống của mình hiện nam ca sĩ đang sống cùng mẹ ngoài kinh doanh ca hát anh tận hưởng niềm vui sống mỗi ngày trong đó việc được sống chung nhà với mẹ là một hạnh phúc lớn lao với nam ca sĩ nguyên vũ nói trong chương trình người kể chuyện tình sáng sớm tôi đi làm chiều tối trở về nhà và ôm hôn mẹ mẹ nấu ăn chăm sóc cho tôi như một đứa trẻ Mẹ tôi một mình nuôi con từ khi còn nhỏ, bao cay đắng vất vả của mẹ tôi đều chứng kiến. Sau này khi lớn lên và trở thành một ca sĩ nổi tiếng, tôi vẫn không ra ở riêng mà chọn được sống chung nhà để được gặp mẹ và nói chuyện với mẹ hàng ngày. Đó là một hạnh phúc lớn lao với tôi. Dù đã 48 tuổi nhưng Nguyên Vũ cho biết mẹ không hối thúc anh lập gia đình như trước. Tôi là con út trong nhà, các anh của tôi đã có vợ hết, mẹ cũng có cháu rồi nên đỡ hối tôi như ngày trước. Lâu lâu mẹ tôi xem phim cũng nhắc khéo tôi vụ đó. Nam ca sĩ chia sẻ trong talk show trà chiều cùng mợ chảnh của Lý Nhã Kỳ.